vạn nhãn ở trong kia. Chặt. Năm nay nhãn sợ. Cứ leo lên để chặt. Nước vui. Mật khẩu ngày trước là gì bác nhỉ? 0109 Cái MR bản nè. 0109 1965. Ok. Kết nối. Bây giờ đổi lại mới. Vào cái này. 192.168.1.1 đi. Nâng cao, tiếp tục truy cập không an toàn. Người này chưa nên làm được, vẫn bắt làm được. Cháu đi chơi mà, à, trời mưa này. Admin. Lương cao được cao. Cháu ở đây không? Đó, đây kia. Rồi, 9, 5. Khu 2, đấy là khu nhiều quân. Vâng, khu 2. 7. Bây giờ bác muốn đặt mật khẩu là gì? 0412 1960. Cắn. Có chứ. 0412 1960. Này rút đi một tuổi tuổi nhé, để lệnh nhiều thằng nó lại cha đó. Biết mình nó cứ cha vớ cha vẩn vậy đó, phải rút đi một tuổi nữa. 59 rút đi một số. Đi 0412 1960. Kết nối. Rút đi một năm. Hôm nay nhá 19. Ra ngoài hỏi người ta bảo đâu có thấy tôi trẻ. Tôi vừa rút đi một tuổi. Không, anh nói những cái này nhiều khi nó bác thử vào điện thoại xem đã được chưa? Đánh lại cái mật khẩu. Đại ca, nếu lỡ một ngày anh chết, bọn em sẽ rất buồn.